có đồ Raymond kế bên. Sao cái nhà mình hôm nay nó âm u ta? Không biết có vụ gì xảy ra không nữa. Đóng cửa lại, đóng cửa lại, đúng rồi. Đóng cửa lại. Chắc thằng nhất luôn. Em biết hôm nay là ngày gì không? Cái gì? Hôm nay chính là Halloween. Halloween là gì? Ủa? Halloween là ngày ma quỷ được thả ra. Cái gà hay gớm vậy? Để tháo này cho dễ nói chuyện mà nói ơi. Mà nha, theo truyền thuyết có kể rằng vào những ngày đầu mùa đông, không khí trở nên lạnh lẽo. Đó là chính là ngày mà âm dương giao hòa, ma quỷ sẽ được từ địa ngục thả ra đất nhân gian. Ôi thả hết luôn chứ. Tụi nó được chủ chúa mà. Mà anh nghe nói nha, ma quỷ sẽ đi theo những đứa trẻ không ngoan, không nghe lời bố mẹ. Và đặc biệt nha, nó sẽ bị cuốn hút bởi những người mà ăn mặc sặc sỡ. Giống như em nè. Hết rồi, hết sặc sỡ. Oh no. Đúng là con trai của ta. Ủa bà Vê ơi, dạ. Hôm nay Halloween á, bà tính là có gì vậy? Vậy hôm nay Halloween bà tính làm cái gì vậy? Hôm nay Halloween bà Vê quyết định là sẽ thực hiện một cái thử thách đó nha. Đó là 24 giờ sống cùng Halloween. Có nghĩa là sao bây giờ đi bắt ma hả? Không phải bà nói ơi. Hôm nay ý là hả em sẽ ăn đồ Halloween nè giống như ma vậy đó. Với lại mình sẽ hóa trang giống ma luôn nè. Rồi hả mình sẽ hành động giống ma luôn. Hành động giống như ma là sao vậy? Là nhát. Halloween là lễ hội ma mà làm gì vẫn đổ giúp siêu nhân vậy bà? Ủa? Halloween là lễ hội hóa trang mà. Muốn hóa trang thành gì thì hóa trang thôi hả? Lạ vậy ta. Ủa còn anh sao? Làm gì cam lẹ cam lét nhưng cái thêm lét thì trời. Anh là ma bí ngô. What? Ma bí ngô hả? Đúng vậy. Nhìn dễ thương vậy, thấy không giống ma chút nào hết ơi. Áo lộ hàng quá. Ê, nhưng mà sao có vũ khí vậy? Cái này là cái gì vậy? Trời, thì em là siêu anh hùng mà. Phải đi giải cứu thế giới này, phải có vũ khí nha mọi người ơi. Ủa vậy, nói cái múa này là bằng thiên thạch lợi hại lắm phải không? Đúng rồi, còn cái này là cái khiên. Ôi, thử sức mạnh thử cơ bê. Vậy em thử nha. Được cái kia này. Cái gì vậy? Chắc cứu lỡ bụng tôi sao? Toàn thật rồi bố em. Ủa bà Vê ơi, vị trí hôm nay Halloween thì mình phải làm cái gì giờ nè? Halloween thì việc đầu tiên là mình phải đi xin kẹo với mấy bạn nhỏ vậy đó. Ủa cũng được luôn hả? Tất nhiên rồi, mình phải xin kẹo Halloween chứ. Trời ơi, vậy bây giờ rồi, xin ai ta? Xin đó là phải xin những người mà thân trong gia đình trước. Nên mình sẽ xin lão thế gia. Hay quá thế đi. Là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Có gì, lão già này cũng chưa mà. Không sao đâu, em là siêu anh hùng mà. Xin được hết. Ủi, lỡ có chuyện gì cũng biết nghe. Ủa, sao lấy cái thao gì má ơi? Trời ơi, cô em nhỏ xíu à, nên đừng được kẹo tích của anh lấy cái thao bự vậy đừng mới được nhiều. Tên không nói dao kìa, mở cửa đi. Happy Halloween. Dạ dạ, con tới xin kẹo lão gia. Đây có mẹ đây này là ngày ngày hết hạn gì đó phải không? Dạ Halloween là cũng con đâu lão. Rồi hết rồi. Cái gì mà còn đâu nữa đâu? Không còn đâu. Hết rồi. Rồi đây đây đây. Có anh đâu? Có anh đây. What the? Ăn không đủ xe răng nữa, cho kỳ quá. Trời ơi.
đi xin tiếp nha. Nhưng mà đâu còn ai nữa là đi xin đâu. Còn sống còn anh. Ai mệt chứ à. Nó là chó mà nó cũng mang kẹo rồi hả? Trời ơi, không biết gì hết trơn. Ngày nào nó cũng mang kẹo bởi nó cái súng căng rồi đó. Đâu mệt kiểu gì. Lấy được kẹo của nó rồi nè. Ủa, cái này là cái xúc xích mà. Trời ơi, món yêu thích của nó bởi nó giấu đó. Ủa, trời ơi, tôi ra cố chỗ tôi đang kim bèo quá. Trời ơi, đất ơi, anh đi không xích nó chửi anh kìa. Nè, thôi nè, trả nè ông nội. Nè. Trời ơi, ơi, ôi. Dạ. Nguyên vô kẹo luôn nè. Ôi, trời ơi, công nhận món kẹo quá trời luôn nè. Trời ơi, dễ thương quá à, cho anh hết như đây hả? Hôm nay được một bữa tiệc thịnh soạn ma với bà Quê. Đó, thì ở đây là mình sẽ uống máu tươi cho mọi người giống như trong phim ma vậy đó. Đồ, đồ, bà ơi, xì tiên thì nói đại xì tiên đi. Mà nó uống máu là tôi hết hồn mình như ma cà rồng vậy. Thì cho nó giống một gợn đó. Ở đây bà Quê đã có chuẩn bị rất là nhiều kẹo Halloween luôn nha. Ở đây là mình có kẹo của cái siêu hùng nè đó. Siêu hùng giúp Quê nè đó. Còn ở đây mình sẽ có cái kẹo con mắt. Ủa, cái này nó ghê lắm nha mọi người đó. Mắt heo à. Người má ơi, mắc heo gì trời đất ơi. Còn ở đây là mình sẽ có kẹo bí ngô giống anh nè. Ủa nhưng mà vậy là tôi ăn thịt đồng loại tôi sao? À, có sao đâu, nhai đầu đó luôn anh ơi. Mình là ma mà. Đó, còn ở đây là một nồi mắt luôn. Tí xíu bà sẽ khui ra thử cho mọi người xem thử ha. Cái này là con mắt luôn. Về ăn mắt có sao không về? Không sao đâu, Halloween mà người ta làm vậy đó. Còn ở đây là tất cả các kẹo bộ phận cơ thể, ví dụ như tay chân, não và mắt. Tôi ơi, tôi nghĩ chơi chơi đâu kia. Đồ giả không mà, là kẹo không á. Ủa bây giờ mình bắt đầu vô bữa tiệc đi. Là cho anh muốn ăn gì? Ăn con mắt chú. Ăn con mắt này chứ hả? Ok, anh ăn thử đi. Ôi, kẹo con mắt kìa. Hình như là ăn mắt bổ mắt. Bổ mắt đó, bà Bê sẽ ăn cái bịch màu đỏ. Sao bên đây con mắt là tiên lấy gì? Tắc bóng kỳ vậy? Trời đất ơi, lại là nhà sản xuất lừa nhỏ ra nhà. Ở trong đây nè, nó có màu luôn nè. Ôi hả? Bà Bê có màu đỏ phải không? Cái này giống như là cái kẹo bông gòn vậy đó anh. Kẹo dẻo không nha, ở giữa nó chua chua. Màu đỏ của bà Bê là có ở trong nhân đỏ nha. Để bà Bê ăn thử. Như là dâu vậy á. Nếu mà mình ngậm á, cái nó tan á. Tan nhẹ ra. À, khát nước quá, mới ăn kẹo, khát nước uống nước. Mát mẻ mùa hè liền, trời đất ơi. Tiếp theo mình sẽ ăn. Tiếp theo Bê nghĩ là mình sẽ ăn tới những cái bộ phận cơ thể. Đây. Trời ơi, cái này như cái não người nè. Cái não sao? Để tôi mở cho bà coi. Ôi cái não. Ôi cái não luôn nè. Cái này là cái não hả? Trời ơi, bà nói. Ủa mà cái này là não con gì mà nó xanh lè vậy ta? Không biết nữa. Trời. Còn cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Cái như bà nói mà nó lên nó liếm mỏ vậy trời. Cái này là gì á? Cái này là cái bàn chân. Cái bàn chân hả ta? Ôi nhìn cũng não ha, ăn chân luôn mọi người. Ôi. Kẹo này ngon ghê luôn ha. Nó có hai màu luôn nè. Rất là thơm mùi dâu luôn. Đó, có con mắt luôn nè. Có hơn. Có. Đây nè, con mắt nè. Cái con mắt này mới giống thiệt nè. Con mắt này mới giống thiệt chứ hồi nãy con mắt hả màu trắng không giống thiệt. Nè, ăn mắt hả? Trời ơi, hôm nay bà ăn thịt người luôn kìa. Ghê quá à. Trời ơi, mắt à. Bà na, bà liếm nè. Biết ăn không? Trời ơi, ăn luôn ghê thiệt. Trời đất ơi, con mắt con ta của mày. Kỳ cục quá à. Để coi còn cái gì nữa không? Cái gì vậy? Cái móng tay. Trời ơi. Cái móng tay nè mọi người. Ủa, cái móng tay máu không vậy? Ủa, còn cái này là cái gì? Cái bàn chân. Tay chân không vậy? Bây giờ bà Bê ăn thử đi, bà vỡ được cái móng tay, bà ăn thử móng tay đi. Nè, của anh nè, thử cái móng tay này ghê đó mọi người. Bằng cái móng tay mình thiệt luôn á. Đó. Chân này là cái khờ chân con nhái hay cái gì có chút xíu à. Trời ơi, trong đây nè, nó có cái đường đỏ đỏ như là đường mạch máu vậy đó. Ngon. Mùi cam. Ủa cam hả mọi người? Cam. Còn bà Bê thì là mùi dâu nha, mùi dâu sữa. Yeah. Con này kẹo dẻo là ngon thiệt. Đợi mới hay. Ê mà cái này là gì á anh? Không biết là mở ra coi liền. Em thấy có cái chấm chấm gì lạ lắm á. Coi cũng coi. Cái này là gì á? À cái lỗ tai. Phải không? Nghe vậy. Nè tiếp theo mình sẽ ăn bí ngô. Tôi là người đâu phải bí ngô đâu. Trời bí ngô này bà ơi. Trời ơi bí ngô là cái này nè. Đâu phải kêu ăn thịt tôi đâu. Bà này chắc mê ăn thịt tôi. Bí ngô. Oh my god. Trời ơi. Coi bí ngô là cái gì trong đây nè. Bí ngô là cái. Cái gì vậy? Trời ơi. Trái bí hơi xấu nha. Cái này phải trái bí không ta? Cái này trái bí này nó nhìn nó biến thái vô mặt anh. Biến thái vô mặt anh.
Chị đó nè, mau ăn thử đi ngon nè. Cái con này nãy giờ mà cái gì mày cũng ăn đó chị. Thì đó, giờ mau giấu kẹo mà ăn nữa. Ủa sao tôi nhớ bí mặt đen mà này bí mặt hồng vậy, hôm nay bí này là nữ tính ta. Mà em thấy nó cười đó, ừ anh ăn thử nè. Ừ, này kẹo mềm. Đúng rồi, kẹo mềm giống y chang như là cái kẹo con mắt này vậy mọi người. Nhưng mà nó khá là thơm nhẹ. Còn cái mặt này thì nó có cái sốt ở trong đó anh. Trời hoài luôn hà. Ê, cái con mắt này nó mới thiệt nè. Cái con mắt này nó mới dán giỡn mặt với bà hả? Khóc gì khóc, ăn lẹ nè. Thấy tôi biết ngô hiếp tôi hoài. Biết ngô hiệt quá, biết ngô ma mà. Trời ơi, sao nhìn giống chân cút quá vậy? Chân cút đâu mà nói, cái này con mắt của người ta mà. Nè, phải lật ra đằng đây. Đây nè, nó có cái khe khẽ nè. Mình cầm vô cái khe, cái mình nặng bự ra cái ra nè. Ủa sao nó mềm quá vậy? Nè anh ơi, bóp bóp nó cứ dẻo dẻo á. Đây nè. Trời ơi, cái này giống thiệt lắm luôn á. Giống thiệt lắm luôn á nè, con mắt màu đỏ mới giống thiệt rồi đó. Ủa mà cái này là con mắt con ma, loại ma gì mà sao nó bự quá vậy? Biết nữa nè, mình để vô vậy nè. Là nó giống y chang cái chồng mắt mình luôn. Nó mềm mềm nè. Mềm mềm không biết cái chồng nó có cái. Thôi đi, im lặng đi. Đừng có ăn mắt nữa đi ha. Bây giờ ăn thử nghe. Không biết nó có cái sốt ở trong không nữa. Có sốt máu ở trong kìa. Anh mới nhiễu vậy nè, con mắt nó mới chảy xuống được. Đó. Chua quá. Sốt này nè mọi người. Đó. Nó sẽ chét máu vậy nè đó. Ghê không? Kẹo dẻo rồi là dẻo ha. Nó mềm quá, giống như chay như con mắt rồi trời. Ăn giống như ăn mắt heo quá. 3 hours later. Hey, chán quá à. Sáng giờ ngồi đây bấm máy tính hoài à bà Bê ơi. Trời ơi, sao bà cứ chơi máy tính hoài vậy? À, thì đang coi clip của Bê Bê nè. Trời ơi, rảnh quá, coi clip hôm nay Halloween sao bà không coi phim ma đi và coi phim Bê Bê vậy? Ma ghê lắm. Coi Bê Bê cho vui. Thôi, nhưng mà bây giờ tôi mắc tiểu quá à. Mà bà đi tiểu chung với tôi được không? Trời sao được, con gái, con trai sao mà đi tiểu chung được, anh đi. Ui, đi mình ăn sợ ma lắm. Trời ơi, má cỏi giờ này, trời không sao đâu. Ui, đi chung với anh đi mà. Thôi được rồi, bây giờ em sẽ chỉ anh với cách này, đảm bảo là ma quỷ không theo anh luôn. Yeah. Ủa, hay vậy, cái gì vậy? Thì xuống đây chỉ cho coi. Tự nhiên khuya rồi đi xuống cái bếp đi Bê. Sao đâu, chỉ cách mà. Đây là cây đèn cày. Ủa, lấy đèn cày chứ gì? Ờ, thì cái đèn cày này nè, khi mà anh đốt sáng lên á thì nó sẽ có rất là nhiều dương khí. Mà có dương khí thì ma quỷ nó sẽ chết ra. Gì lên, nó tắt thì sao? Nè, nó tắt thì ma đi theo anh. Nghĩ Trời ơi, chứ anh nói vậy sao không? Đúng Đây, bây giờ em sẽ có cách để cho đèn cày không tắt. Ủa rồi sao? Bây giờ lấy em cái chén đi, cái chén này. Nhỏ thôi. Đây. Cái gì mà ngu dữ vậy chứ nội? Ủa, anh sợ ma mà. Sợ cái gì sợ? Ủa, mà lấy cái chén kêu ma đói tới hả? Cái gì mà đói nè má ơi. Lấy cái chén này là để cái đèn cày lên chứ không bị phỏng tay giống vậy trơn ừ. Trời. Rồi bây giờ phải đi đốt đèn cày. Đây, đầu tiên là mình sẽ phải đốt đèn cày lên nha mọi người ơi. Đó, anh phải nhiễu để hả mình cắm cây đèn cày cho chắc ăn á. Ờ thì được chú Bê. Ok. Bây giờ mình lên lầu nè. Anh không được để đèn tắt nha. Trời, anh sợ quá à. Anh mà để đèn tắt là nguy hiểm luôn á. Từ đó chậm chậm thôi. Lạnh cái gì mà lạnh anh ơi. Thiệt mà anh thấy nó lạnh lạnh á. Thôi đây đi. Bây giờ em đứng đây cạnh cho anh đi vô lại cái anh ta liền nha. Bê. Từ từ nha. Không được đi đó nha, không được đi đâu nha. Ok, lẹ. Trời ơi, cái gì vậy trời? Trời đất ơi, đi vệ sinh nóng bật nè. Ôi, mới ngủ có xíu mà xỉu rồi, trời đất ơi. Dán ông nội đất này ghê luôn á nha. Ôi, chắc là bà Vê cũng xin kết thúc clip tại đây luôn mọi người. Mới hụm nội đất có tí xíu mà ông xỉu thì ghê luôn à. Ngày Halloween mà có gì đâu sợ. Coi như hôm nay là bà Vê đã cho được ông thích rồi. Ai biểu sáng cho bà Vê làm chi đáng đời. Nói chung nếu mà mọi người thích cái clip này á thì đừng quên cho tôi một like, một subscribe nha. Là những cái chuông để những thông báo có khi clip nữa nha. Và chúc mọi người một ngày Halloween thật là vui vẻ. Bye bye mọi người.